Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ba Hí TV. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện một món ăn, đó là cá lòng tông kho khô nha các bạn. Thì nguyên liệu chính của mình thì gồm có cá lòng tông nè, mình đã ướp sẵn rồi đây. Rồi một ít mỡ heo. Mình cũng đã băm, mình cắt miếng nhỏ ha, rồi một ít tỏi. Giờ mình cùng tiến hành thực hiện nha các bạn. Rồi đầu tiên mình bắt cái chảo lên bếp, mình bật lửa lên ha. Khi chảo nóng rồi mình sẽ cho vào một ít dầu ăn nha các bạn. Rồi cho vào một ít đường để mình thắng nước màu á. Chúng ta nên bắt lửa nhỏ thôi nha các bạn. Các bạn mà bắt lửa to quá thì nó sẽ dễ bị khét á. Chúng ta quậy cho nó đều tay để cho đường nó tan ra ha. Rồi khi mà thấy nó vàng như thế này chúng ta sẽ cho tỏi vào nha các bạn. Cho tỏi vào đó, nó thơm lên ha. Rồi mình sẽ cho cá lòng tông của mình vào luôn đó, và thấy rất là hấp dẫn nha. Rồi mình sẽ đảo đều để cho cá nó thấm vào cái nước màu mà mình vừa thắng ha. Khúc đầu này chúng ta còn khuấy đều được, nhưng mà khúc sau chúng ta không nên khuấy nha các bạn. Nếu mà khuấy thì nó sẽ gã cá hết. Rồi mình sẽ nêm vào một ít muối ha. Rồi một ít nước mắm nữa. Do hồi nãy mình ướp mình cũng đã có bỏ một ít nước mắm rồi, một ít đường, ít bột ngọt rồi, cho nên mình sẽ không nêm đường với bột ngọt nữa nha các bạn. Rồi cá này thì mình kho nhanh chín thôi, cái lòng tông thì dễ chín lắm. Chỉ cần kho khoảng 10 phút là nó chín các bạn. Để chúng ta xào cho nó thấm đều cái nguyên liệu nữa là chúng ta cứ để như thế ha, cho nó sôi. Trời đang mưa rả rích thế này mà ăn một nồi cơm nóng hổi với mà một chảo cá lòng tông kho khô mặn như thế này thì còn gì bằng nữa hết các bạn. Quá ngon và hấp dẫn luôn, mình nói thôi là mình nước miếng nó trào ra rồi. Cơm thì mình nấu sẵn rồi, mình chỉ đợi là cá chín là mình thưởng thức thôi. Thì cá này nói chung bây giờ cũng hiếm các bạn ơi, ngoài chợ là bán tới 150.000 một ký. Ở trong quê ấy thì còn, mình đi giăng lưới hoặc là mình đặt vớn đặt lú rồi thì còn nha. Giờ ở chợ cũng phải mua, mà mua nó mắc lắm. Mua lần 200 gram là ăn là cả gia đình rồi đó. Còn trong quê thì nhiều lắm. Rồi sau khi cái chảo cá của mình gần chín đó các bạn, thì mình sẽ cho một ít gia vị vào nữa ha. Mình cho một ít ớt vào, mình cho một ít ớt cái nhỏ này, mình sắc ớt cái vào luôn. Sắc ớt cháy vào luôn nha. Bạn nào ăn cay thì sắc nhiều, mà ăn không cay thì sắc ít thôi. Mình là ăn cũng cay cay, mình sắc ba trái ớt nha các bạn. Bạn thấy ớt vô nó có màu đẹp nha. Rồi sau khi sắc ớt xong rồi mình sẽ cho vào một ít hạt tiêu nữa nha các bạn. Cho vào ít tiêu nữa, món ăn của mình nó sẽ thơm. Đó. Rồi, cứ như vậy là mình kho cho nó khô, rút hết nước nữa là được nha các bạn.
Rồi mình đã vừa thực hiện xong cái món cá lòng tông kho khô. Thì rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có thực hiện món ăn này thì chúc các bạn thành công và chúc các bạn có một bữa cơm ngon miệng nha. Mình thì thấy cái chảo này là mình đói lắm rồi, bây giờ mình sẽ ăn cơm thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.